Tớ rất cảm ơn vì cậu đã dẫn tớ tới Tổ Phượng Hoàng. Tớ rất sẵn lòng giúp Rarity. Với cả tớ cũng muốn đi thăm Pigwheel. Nó là một con thú cưng rất tuyệt. Không thể tin là cậu lại thả nó đi. Phượng Hoàng không phải là thú cưng. Kể cả trong thế giới hoang dã, chúng cũng rất kín. Chúng thực sự rất đẹp. Tớ chỉ cần một vài sợi lông để gắn vào bộ trang phục mới Spy. Cậu đang làm gì thế? Không có gì. Mặt cậu bị sao à? Là một vảy đá. Nó không thần kỳ và đẹp đẽ như tiếng gọi của chúa tể rồng. Nó chỉ có màu đỏ và ngứa và làm tớ xấu hổ. Trông khó chịu thật, nhưng đến cả tớ thỉnh thoảng vẫn bị mọc mụn. Không có gì phải xấu hổ cả. Cậu có thể ghé qua Zikora, cậu ấy biết làm kem bôi chữa khỏi cái này đấy. Nhưng đừng lấy dầu gội nhé. Bố mẹ của Pigui kia rồi. Nhưng tớ không thấy Pigui. Có thể nó chuyển ra ngoài sống rồi. Ai rồi cũng sẽ phải rời ngôi nhà ấu thơ. Pigui. Cậu nên ghé qua chỗ Zikora sớm đi. Tớ không muốn ai khác nhìn thấy mình như thế này. Tớ nghĩ nó sẽ khỏi sau một giấc ngủ ngon thôi. Không thể tin là cậu vẫn đang ngủ. 5 phút nữa thôi. Sắp đến trưa rồi. Và cậu hứa sẽ giúp tớ soạn bài giảng cho lớp học hôm nay mà. Chưa, ôi tớ ngủ sâu quá. Nhưng nếu ngủ như thế thì chắc cái đá cũng đã khỏi rồi. Nghĩ lại thì cậu nên quay lại ngủ tiếp đi. Chú ngựa nhỏ kỳ diệu, ý nghĩa thực sự của tình bạn là gì? Chú ngựa nhỏ kỳ diệu, tôi từng tự hỏi tình bạn là gì cho đến khi bạn chia sẻ sự diệu kỳ của tình bạn cho tôi. Điều lưu kỳ thú, nhiều niềm vui, một trái tim đẹp thật thà và mạnh mẽ, chia sẻ sự tốt bụng. Đó là một việc dễ dàng và phép thuật cho phép chúng tôi làm điều đó. Chú ngựa nhỏ kỳ diệu, mọi người có biết mọi người là bạn thân nhất của tôi không? Bộ phim Chú ngựa nhỏ, tình bạn diệu kỳ. Spike, cậu đang làm gì thế? Trốn khỏi khuôn mặt khủng khiếp của tớ. Chắc cậu cảm thấy tệ lắm. Nhưng thì làm mọc mụn thôi mà. Không phải là tận thế đâu. Cậu nói thì dễ lắm. Mặt cậu không bị bao phủ bởi những vết sưng tấy đỏ. Cứ mỗi lần ôn thi cuối học kỳ với chị Celestia là tớ lại bị mọc mụn kinh lắm. Còn chị ấy chắc chẳng bao giờ mọc mụn. Tớ đang không học trường phép thuật. Đúng, nhưng có thể liên quan tới việc bị căng thẳng. Hôm qua cậu đã đi với Rarity. Thế thì có gì căng thẳng? Cậu qua chỗ Zikora đi. Cậu ấy biết làm kem bôi, chữa khỏi bệnh, tớ nghe rồi. Nhưng tớ sẽ không rời cung điện cho đến khi mặt tớ bình thường trở lại. Được thôi, nhưng cậu phải giúp tớ luyện tập bài giảng. Sự hào phóng và tầm quan trọng của nó với những nguyên tố hòa hợp khác. Bài giảng của tớ. Tớ không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tớ bỗng nhiên bị khó tiêu. Tớ xin lỗi. Không sao. Tớ có thể viết lại bài giảng từ sổ ghi chép của mình. Tớ có nhiều mà. Tớ có thể giúp với. Có khi cậu nên rời khỏi cung điện và đi tới nơi nào đó ít dễ cháy hơn. Xin chào đồ xấu xí. Ôi Spy, bộ trang phục của cậu ngày hôm nay thật độc đáo, mang cảm giác rất kỳ bí. Tớ nghĩ Shadow Space sẽ rất hài lòng với trang phục này. Cảm ơn. Nhưng cậu có phiền không nếu phải cởi nó ra? Cái gì? Ôi tớ. Xin lỗi, cậu phải nói to lên. Tai của tớ hình như bị lãng. Chỉ là tớ cần có người mẫu mặc bộ váy lông phượng hoàng và tớ không thể tìm thấy ai khác.
Xin lỗi Ratty, nhưng hôm nay tớ bận dẫn tour tham quan trường rồi. Thế ư? Tớ tưởng hôm nay tớ phải đi dẫn tour. Chắc không rồi. Ngày tự do, hoan hô. Các lớp học ở lối đó, ký túc xá ở kia, văn phòng của Troy Lai ở trên kia. Đây là một đài phun nước. Bạn đi chậm một chút được không? Chúng tôi đã đi một quãng đường rất xa để đến đây, và chúng tôi không muốn bỏ lỡ gì cả. À vâng, tôi xin lỗi. Có chuyện gì không ổn à? Cái gì? Tại sao? Còn dòng nào ở trường này cũng gặp bệnh da liễu à? Tôi không biết. Cái gì cơ? Tôi không biết. Tôi xin lỗi, bạn nói có diễn xiếc à? Tôi nói là tôi không biết. Đây là thư viện trường, là một trong những nơi yên tĩnh nhất khuôn viên trường, nơi học sinh có thể tập trung ôn bài hoặc tự soi xét lại bản thân. Sao? Cậu dừng la hét được không? Chúng tôi đang cố làm bài tập về nhà. Tôi đang hét à? Tôi không biết cậu đang nói gì. Nếu cậu đang cố trốn thì phải làm tốt hơn đi. Tôi chỉ cần đi theo vết khói là tìm ra cậu. Để tôi yên. Cái gì? Để tôi yên. Tôi không hiểu. Cậu nói cánh gà chiên à? Tôi nói là để tôi yên. Tôi đã từng chứng kiến nhiều vụ thay vẩy rồi, nhưng của cậu là tệ nhất đấy. Thay vẩy? Thay vẩy, những vẩy đá rất đau, ợ ra lửa, không thể kiểm soát giọng nói. Tất cả đều thuộc quá trình lớn lên của rồng. Chúc mừng. Ồ, xin lỗi. Không, 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 không. Lần cuối tôi lớn lên, tôi biến thành một con quái vật tham lam khổng lồ. Tăng kích thước do sự tham lam, thay vảy là hiện tượng bình thường, con sông nào cũng phải trải qua, rồi cậu sẽ sớm đi ra để tự lập thôi. Tại sao phải làm thế? Cậu đã sống với ngựa cả đời à? Đúng. Ở vùng đất của rồng, những người thân của con rồng đang thay vảy sẽ đuổi họ ra ngay khi nhìn thấy vảy đá đầu tiên. Cái gì? Tại sao? Tôi nghĩ lý do thuộc về sinh học. Chúng tôi gọi là hiệu ứng thay vảy. Tôi còn chưa kể đến mùi phát ra nhé. Mùi? Eo. Đúng, tôi rất yêu anh trai mình. Nhưng chỉ cần hít một hơi mùi của anh ấy là tôi nói lời chào tạm biệt luôn. Nhắc tới mới nhớ. Khoan đã, hiệu ứng thay vảy cũng xảy ra với ngựa à? Charlie bảo tôi rời khỏi cung điện hôm nay. Nếu cô ấy đuổi tôi đi, thì tôi phải sống ở đâu? Tôi chưa đủ lớn. Tôi nghĩ cậu sẽ tìm được một đống đá quý đẹp để canh giữ, hoặc một ngôi làng để xâm chiếm. Bây giờ khi ngựa và rồng là bạn, thì chắc không làm được việc đó nữa rồi. Vậy sẽ không ai muốn lại gần tôi? Không phải vậy. Các loài vật ăn thịt bị cuốn hút bởi mùi hôi khi thải vẩy, giun khổng lồ, rắn nhiều đầu. Rock, rock là con gì? Rock là một loài chim khổng lồ thích ăn rồng thay vảy như thể kẹo bông gòn. Vậy Twilight đuổi tôi đi, và loài vật duy nhất không thấy tôi gớm ghiếc lại muốn ăn thịt tôi. Thực sự là tôi chẳng nghe thấy gì hết. Vậy Twilight đuổi tôi đi, và loài vật duy nhất không thấy tôi gớm ghiếc lại muốn ăn thịt tôi. Chúc mừng. Đây là tủ để la hét à? Bởi vì tôi rảnh cả ngày hôm nay và rất muốn la hét. Và cái mùi giống như bắp cải cuộn bông gòn đến từ đâu thế? Nó thật là thú vị. Tôi không biết phải đi đâu nữa. Tôi không thể nghĩ tới cảnh Twilight đuổi tôi đi. Cậu có đang cảm nhận thấy hiệu ứng thay vảy đó không? Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều ca nổi mụn khác nhau. Nhưng cái mùi thay vảy này... Tốt nhất
là phải chữa triệt để mau. Cậu có cách nào để chữa cho tôi không? Bệnh cậu mắc phải không thể chữa được. Thay vậy là một bệnh mà loài rồng phải chịu được. Nhưng nếu bất kỳ ai nhìn thấy hoặc ngửi thấy tôi ngay bây giờ, họ sẽ rất kinh và tránh xa tôi mãi. Chúng ta có thể làm giảm triệu chứng thay vậy. Mùi hôi chính là thứ khiến mọi người bỏ chạy. Xấu hổ quá. Tôi biết cậu đang nói gì đó, nhưng tôi không nghe ra. Cậu đang nói về việc nấu khổ quá. Tôi nói là xấu hổ quá. Nếu cậu không muốn bị xa lánh, thì hãy biến giọng nói của mình ngọt như bánh. Ôi không. Sakura, xin chào. Cậu có ở đó không? Không thể để Rarity thấy tôi như thế này. Đừng bảo với cậu ấy tôi ở đây. Ôi trời, sợ tôi nói to hơn tôi tưởng đúng không? Hôm nay có quá nhiều vấn đề về giọng nói, nhưng tôi có thể giúp cậu thử coi. Tôi xin lỗi, tôi không nghe thấy gì cả. Hy vọng cậu có thể giúp tôi. Tôi không bỗng hoàng lên váy, thì bỗng nhiên không nghe thấy mình nói gì nữa. Lông phượng hoàng ảnh hưởng xấu tới tai ngựa. Đó là bệnh mà tôi đã nhiều lần giúp chữa. Tôi chỉ biết cậu đang nói vì miệng cậu đang chuyển động. Ôi trời ơi, hy vọng cái mùi rất hôi mà tôi đang ngửi thuộc về một thuốc chữa thần kỳ nào đó. Cậu có bận không? Tôi rất cần lấy lại thính giác. Tôi hay độc thoại khi may vá, và nếu không thể tự nói chuyện với mình thì sẽ không thể thông suốt được. Cách chữa rất là đơn giản, chỉ cần nhỏ 1-2 giọt vào tai là xong hẳn. Ôi cảm ơn, cậu quả thật thiên tài. Tiện thể, cậu có kem bôi chữa mụn không? Spy đang gặp vài vấn đề về vậy. Đúng rồi đấy. Hình như tôi nghe thấy gì đó. Thuốc này hiệu quả quá. Kem mà cậu cần ở ngay đây, đó là một thuốc chữa rất phổ biến dạo gần đây. Cảm ơn Sakura. Tôi không muốn tỏ ra bất lịch sự, nhưng lều của cậu cần được thông khí. Rarity đi rồi, không phải trốn nữa. Nhưng có lẽ chúng ta nên tiếp tục ở ngoài trời. Không thể chữa cho cậu dưới mặt đất. An toàn rồi, hãy ra đi. Quanh đây không có ngựa đang dạo chơi. Tôi không đang trốn ngựa. Tôi đang trốn thứ đó. Tôi chưa bảo là mùi hôi này thu hút những con thú săn mồi đúng không? Đáng nhẽ cậu phải bảo từ trước, nhưng bây giờ không phải là lúc bàn bạc. Mau nhanh chân giả bước. Nó chỉ đuổi theo tôi thôi, tôi sẽ dụ nó ra xa, còn cậu đi tìm người giúp nhé. Ở đây này, con chim kia. Có một con rồng đang thay vảy này. Được rồi, có thể đây không phải là một kế hoạch khôn ngoan. Cậu không thể trốn trên cây, cậu phải xuống. Ở dưới đất sẽ có lợi hơn, không được cuống. Sakura, trả lại cậu ấy mau. Ôi Spy, cậu làm gì ở đây thế? Rarity, cậu cần ra khỏi đây. Có một con chim rock khổng lồ đang cố ăn tớ. Nó bắt Sakura mất rồi. Ừ, sao cơ? Tớ vừa ở chỗ Sakura, nhưng tớ đang trên đường về. Tớ không thể đọc được hướng dẫn. Nó ghi là 2 giọt một ngày, hay là một ngày 2 giọt nhỉ? Rarity, không còn thời gian đâu, chúng ta cần tìm trợ giúp. Đúng, tai của tớ bị nghẽn hoàn toàn rồi. Trời Spy, vảy đá của cậu trông tệ quá. Tớ vừa lấy được cái này. Oh,
Tôi rất muốn thoát khỏi móng vuốt của con chim này, nhưng sao cả hai chúng ta đều bị bắt thế này? Cái gì cơ? Thả bạn ngựa của ta ra! Spike, cậu đang làm gì thế? Nếu vảy đá của tớ không ngứa đến thế và chúng ta đang không gặp nguy hiểm tính mạng thì tình huống này rất là xấu hổ. Nguy hiểm? Tớ đang định đến chỗ Zecora để lấy kem cho vảy của cậu. Tớ không biết là cậu sắp bị ăn thịt bởi một con quái thú săn mồi rất thích mùi thay vảy của tớ. Mùi thay vảy? Twilight! Đó là Rarity à? Và Zecora, tớ đã cố cứu họ, nhưng tớ quá ngứa và chỉ kịp dừng gãi ngứa để thoát khỏi con chim đó. Đây không phải lần đầu tôi bị kẹt trong móng vuốt của một con quái vật khổng lồ, nhưng đúng là không thể quen được. May quá, mình cứ nghĩ sẽ không bao giờ hết ngứa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mình không thể cử động. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mình vừa mọc cánh à? Mình vừa mọc cánh. Mình cần giúp họ. Tại sao cậu lại có cánh? Tớ không biết, nhưng chúng khá là tuyệt. Cậu có thể bay lên và đánh lạc hướng nó để tớ tìm cách giải thoát Rarity và Zecora không? Này con gà to đùng kia, nếu người thích sống đến thế thì mau bắt ta đi. Xin chào. Spy. Tôi biết thay vảy sẽ tạo ra những điều bất ngờ. May là cuối cùng cậu đã mọc cánh sau khoảng thời gian chờ. Đúng, và tớ rất vui vì cậu đã có cánh. Thật kỳ diệu. Tớ không biết liệu cậu có thể mọc cánh được không. Tớ rất mừng cho cậu. Nó có liên quan đến việc thay vảy mà cậu nói đến không? Đó là điều đã xảy ra với tớ trong suốt thời gian qua. Mọc nốt đỏ, ợ ra lửa. Thay vảy xảy ra khi một con rồng lớn lên. Ước gì có thể ngăn quá trình này, nhưng tớ không thể. Tớ nên rời đi. Rời đi? Cậu đang nói gì vậy? Ở vùng đất của rồng, gia đình sẽ đuổi những con rồng thay vảy đi. Đó gọi là hiệu ứng thay vảy. Đây không phải là vùng đất rồng. Và dù có hiệu ứng đó thật hay không, thì tớ không muốn cậu đi đâu cả. Nhưng tớ đang lớn lên, nhỡ có điều gì tồi tệ hơn xảy ra thì sao? Cậu phải lớn lên chứ. Nhưng cậu vẫn sẽ là cậu. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau. Hay lắm. Nhìn tớ đi, về nhà thôi nào. Tớ không cần phải bế cậu nữa đúng không? Cậu có cánh rồi mà. Đôi cánh này mới nên tớ không muốn mạo hiểm. Sao cậu lại có thể nghĩ bọn tớ sẽ đuổi cậu đi chỉ vì thay vảy ngớ ngẩn nào đó, kể cả khi các triệu chứng có gây khó chịu?
Không ai sẽ dừng quan tâm đến cậu chỉ vì cậu già đi. Ai cũng trải qua sự thay đổi, nhưng thỉnh thoảng thay đổi là một điều tốt. Ví dụ như có thể làm mẫu váy ở bất kỳ chiều dài nào. Cậu lên cao một chút nữa được không? Tớ rất vui vì giúp cậu Rarity, nhưng có những điều tuyệt vời khác gắn liền với khả năng bay mà không liên quan tới váy chứ, đúng không? Tất nhiên rồi, khả năng bay của cậu sẽ giúp tớ với đầm dạ hội, áo choàng, áo yếm, váy ngắn, váy maxi.